Chào Kiều Diễm. Vâng, nông dân Dương Vi xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Sau đây á, Dương Vi sẽ phản biện về hai cái phiên điều trần trước Liên Hợp Quốc nói về các vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam. Do cái đám gọi là dân sự tập hợp ở bên Mỹ cùng với cái đám ngáo đá ở Liên Hợp Quốc á, nó đưa ra trước Hội đồng Liên Hợp Quốc điều trần về các vấn đề kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh nói chung, cả quốc phòng, vân vân. Trong 27 vấn đề thì có chia ra làm 4 nhóm. Đấy. Sau đây Dương Vy sẽ phân tích 4 cái nhóm vấn đề đó và phản biện như sau. Nhóm vấn đề thứ nhất, bọn chúng nói về cái khía cạnh luật pháp Việt Nam không tương thích đấy với cái tiêu chuẩn theo quy định của công ước. Trong vấn đề này, ủy ban quan tâm đến cái hạn chế của luật tín ngưỡng tôn giáo và luật an ninh mạng Việt Nam, mà cái công ước quốc tế thì nó ra đời từ năm 1966. Đấy là nó đã lỗi thời rồi, bắt buộc Việt Nam phải đi theo. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Trong cái vấn đề về luật tín ngưỡng tôn giáo và luật an ninh mạng ấy, thì luật tín ngưỡng tôn giáo được ra đời năm 2018, còn luật an ninh mạng ra đời năm 2019 để nó phù hợp với cái thể chế và cái đuổi kịp theo cái xu thế phát triển chung của toàn thế giới. Nếu mà không có luật tín ngưỡng tôn giáo thì các vị lập ra đoàn hội đấy, lập hết hội tôn giáo này đạo giáo kia, toàn những cái tôn giáo đạo giáo ngáo đá như cái đạo giáo cái đạo Đức Chúa Trời này, đạo này đạo nọ này, trong cái đạo, nói chung là ở đất nước Việt Nam ấy thì thừa nhận những cái tôn giáo chính thống mà quốc hội người ta thông qua công nhận, cái đó là tôn giáo. Những cái đạo giáo, cái tôn giáo khác mới thành lập đều là phi pháp. Đấy. Đấy là về cái luật tín ngưỡng tôn giáo là như vậy. Còn về cái vấn đề luật an ninh mạng thì ra đời mùng 1 tháng 1 năm 2019, chính thức được thực thi và nó trấn áp những cái kẻ phạm tội xuyên tạc trên không gian mạng, đồng thời phá vỡ những cái tổ chức cá nhân phi phạm pháp trên không gian mạng, như tổ chức lô đề đánh bạc trên không gian mạng là cái thứ nhất. Thứ hai, trấn áp những cái kẻ tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước trên không gian mạng. Cái thứ ba, trấn áp những kẻ lừa đảo trên không gian mạng đấy, xúi dục người khác phạm pháp trên không gian mạng. Cái đó là cái luật an ninh mạng ra đời, mà trên thế giới có hơn 100 quốc gia bây giờ đang và đã thực thi cái luật an ninh mạng, chẳng qua cái tên gọi nó khác nhau một chút thôi. Đó là luật an ninh mạng nhé. Sau bọn chúng còn xuyên tạc về cái vấn đề hội họp, riêng cái vấn đề hội họp á, lập hội lập này nó theo cái khuôn khổ pháp luật của nhà nước Việt Nam thì các anh các chị thoải mái lập đoàn lập hội, nhưng với điều kiện phải xin phép chính quyền địa phương, nó không vi phạm pháp luật của nhà nước Việt Nam. Mà trên thế giới này không có quốc gia nào không có cái luật
dành riêng cho nước mình để chấn áp lại những kẻ cơ hội chính trị, lập hội, lập nhóm để làm sao? Để chống đối lại chính quyền địa phương, chống đối lại chính quyền nhà nước. Đấy. Còn vấn đề tử hình ấy, anh vi phạm như vậy không tử hình làm sao được, làm sao răn đe được xã hội? Riêng tử hình ngày trước dùng súng bắn thì nó rất là nhẹ nhàng, bây giờ dùng thuốc độc để tiêm nó chết rất là nhẹ nhàng, nhưng mỗi một liều tiêm mất bao nhiêu tiền, các vị vào Google search đi. Đó là vấn đề tử hình. Như cái vụ hiếp dâm ở trên Điện Biên ấy, hiếp dâm giết người, cái đấy không đem ra tử hình thì làm sao giải tỏa cái sự căm phẫn của nhân dân đấy. Làm sao thể hiện cái tính nghiêm minh của pháp luật được? Chào anh Việt Bình Dương, chào Quốc Phòng. Riêng cái tội xâm phạm đến an ninh quốc gia và chống chính quyền nhân dân, đấy là một cái tội rất là nặng, nó được quy định theo cái điều 79, 88 Bộ Luật Hình Sự và những cái điều sửa đổi sau 2015, mọi người vào Google mà xem. Đấy, đó là cái luật về chống lại chính quyền nhân dân, luật hình sự. Nếu mà không có những cái luật này ra đời thì cái việc các đảng phái, những cái kẻ cơ hội chính trị như Đàm Chu Hảo, Nguyễn Quang A, nhóm No U hay là nhóm gọi là cái nhóm hiến pháp cuội ấy, nhóm dân chủ cuội, tất cả các nhóm Việt Tân, Ba Que hay là tất cả mọi cái hội nhóm đều có ý đồ chống phá đảng nhà nước Việt Nam, thì làm sao chấn áp được những kẻ tội phạm đó? Nhà nước chúng tôi sẽ loạn lên, người dân chúng tôi sao làm ăn được, đúng không? Các ông còn yêu cầu chính phủ chúng tôi cung cấp các thông tin về vị thế của công ước so với pháp luật quốc gia, bao gồm sự tham chiếu đến điều khoản công ước trong quá trình xét xử tại tòa án. Tôi đã nói nhiều lần rồi, quốc thì có quốc pháp, gia thì có gia quy, thể chế chính trị xã hội của chúng tôi khác với các thể chế chính trị của các nước tư bản khác. Cho nên á, việc chúng tôi xét xử những kẻ vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam thì chúng tôi cứ xét xử theo luật pháp Việt Nam, theo hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời xét xử theo những cái điều khoản, theo những cái nghị định chung của Việt Nam. Đấy, những cái vấn đề mà các ông đưa ra, nêu ra thì hầu như trên thế giới này quốc gia nào cũng vi phạm. Tại sao các vị không điều trần Hoa Kỳ đi? Ngay cả một cái quốc gia như Hoa Kỳ này này, trụ sở Liên Hợp Quốc đặt tại New York, Hoa Kỳ, mà tại sao các ông không điều trần nó? Vì sao nước Mỹ vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền con người? Vì sao nước Mỹ lại rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2018. Chào chị Liên Nguyễn. Mà các vị cứ xoáy quanh vào Việt Nam, các vị á chỉ nhận được những cái đồng tiền từ cái đám ba sọc Việt Tân ở hải ngoại, cái đám chống đối chính phủ nhà nước Việt Nam, chống đối nhân dân Việt Nam, thông qua cái hội là cái hội dân chủ, cái hội dân chủ này, cái hội gọi là chào chú Trần Siêu. Nói chung á, thông qua những cái hội nhóm mà cái đám ba que ba sọc, đám Việt Tân nó đưa ra
trước Quốc hội nước Mỹ này, trước cái Hội đồng Liên Hợp Quốc này, hoàn toàn sai đối với chính sách Việt Nam. Nói về vấn đề nhân quyền ấy, riêng người Việt Nam chúng tôi ấy, có đầy đủ nhân quyền, đặc biệt là quyền sống, quyền tự do ngôn luận, quyền làm người hầu như đạt đến mức tối đa đấy. Tại sao cái nhóm NoU lúc nào nói là đòi quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, tự do nhân quyền? Nhưng mà chúng tôi có phải đòi đâu, hàng triệu triệu người dân chúng tôi không ai đứng lên đòi, chỉ có cái đám ấy khoảng mấy chục người các vị lúc nào cũng đòi thông qua cái nhóm Nguyễn Quang A, cái đám Chu Hảo đấy, thông qua cái nhóm Văn Đàn Độc Lập ở trong nước này này, không kêu gọi những cái nhóm phản động ở hải ngoại đưa những cái thỉnh nguyện thư lên Quốc hội Mỹ này, Úc này, Canada này, đấy, Ý này, để làm gì? Để chống lại chính phủ Việt Nam, chống lại những người dân như chúng tôi. Còn về cái nhóm thứ hai ấy, bọn chúng nói bao gồm các biện pháp về chính sách không phù hợp với công ước. Các vấn đề này bao gồm tính độc lập của thẩm phán trong đảng cầm quyền và hành pháp. Tôi thấy tòa án độc lập còn giám sát cả bên cơ quan như công an này, nói chung là những thẩm phán này người ta giám sát và làm việc hầu như độc lập, gần như tối đa tuyệt đối luôn, kẻ ông nào vi phạm, quan to như mấy ông ủy viên Bộ Chính trị cũng bị xử lý bình thường, có ai làm gì được các ông ấy không? Mà tại sao các ông cứ phải đòi tòa án chúng tôi báo cáo những cái việc xử lý này nọ, như này kia cho các ông để biết? Các ông còn đòi chúng tôi phải thực hiện các biện pháp tiến hành để thúc đẩy đa nguyên chính trị. Để làm gì? Để có những cái thành phần chống đối, chống phá đảng nhà nước, để đất nước Việt Nam của chúng tôi loạn lên như các nước ở Syria, Iraq, như các nước ở Tây Âu à? Đấy, thậm chí cả Pháp bây giờ cũng đang loạn, tuần nào cũng thấy biểu tình, biểu tọt. Cái đấy là do đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đấy. Một đảng còn chưa ăn ai. Đấy. Chúng tôi ấy thấy đất nước chúng tôi ngày nào phát triển, kinh tế được đảm bảo, con người hạnh phúc. Sống như vậy, các ông, các bà ở bên đó, các ông, các bà biết gì cái cuộc sống của chúng tôi đâu mà các ông, các bà xía mỏ vào lúc nào cũng nói Việt Nam không có nhân quyền, không có đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Để làm gì? Để các ông muốn lật đổ cái chế độ đảng cộng sản, đúng không? Xin thưa với các ông, các bà rằng này, nhất là cái đám ba que ba sọc ở hải ngoại ấy, đang ngồi cùng với bàn của cái hội nhóm điều trần về Việt Nam trước Liên Hợp Quốc ấy. Nói về cái quyền ứng cử của công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền ứng cử, bầu cử, hội họp, xuất dương. Cái đấy trong hiến pháp nó ghi rõ. Nhưng để ứng cử vào cái cơ quan lãnh đạo của nhà nước, các chính quyền từ địa phương trở lên, yêu cầu phải được sự phê duyệt của tổ chức gọi là Mặt trận Tổ quốc, nó được hiệp thương
nha, hiệp thương thông qua họp thôn, họp tổ dân phố, người ta bình bầu bầu chọn đưa những người đó lên ứng cử thì người ta mới được lên ứng cử. Nguyễn Quang A là người hiểu rõ nhất cái vấn đề này. Đấy. Mà hiệp thương đấy phải thông qua mặt trận Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc là gì? Mặt trận Tổ quốc đại diện cho người dân, các ban ngành đoàn thể. Đấy. Mặt trận Tổ quốc là người thành lập ra chính quyền, lựa chọn con người có đủ đức, đủ tài. Đấy. Mà các vị ấy không muốn chúng tôi thông qua mặt trận Tổ quốc để phê duyệt, nói chung là không muốn người ở trong đảng lãnh đạo nhân dân. Đấy. Như vậy á, những cái phiên điều trần của các vị này này, hai phiên điều trần từ hôm qua đến hôm nay á, thì các vị xoáy quanh một vấn đề là muốn đất nước Việt Nam có một đảng phái nữa để chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, không có ý gì khác. Đấy là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba về thiết lập cơ chế ngăn chặn vi phạm và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam thông qua cái việc làm rõ cơ chế độc lập giám sát thanh tra nơi giam giữ. Đấy là cái đòi hỏi của bọn chúng. Và bọn chúng còn yêu cầu thành lập ra một cái ban gọi là ban hoạt động, ban chỉ đạo nhân quyền quốc gia để đi giám sát các cơ quan, nhà tù. Và còn đòi giám sát các hội đoàn chính trị xã hội đặc thù của Việt Nam. Đấy. Nó đòi hỏi những cái vô lý phi lý như vậy. Tại sao các vị không đòi giám sát Donald Trump ấy? Đấy, sao không đòi giám sát Tổng thống Nga Putin đi? Hay là cái ông thấp bé nhẹ cân nhất nói về Đảng Cộng sản? Sao không đi mà đòi giám sát ông Kim Jong Un đi? Những cái vấn đề đòi hỏi này thì từ cái mồm mép của bọn ba que ba sọc, bọn Việt Tân, cái đám công dân hạng tư thế giới này đang đưa ra dí cho cái đám mỹ màu á, cái đám đại bàng đi bộ á, một mớ tiền là đưa ra, được thì được, không được thì tao cứ lấy tiền rút túi đấy. Đấy. Còn bọn chúng gọi là xuyên tạc về cái nhóm vấn đề thứ tư trong 27 cái vấn đề bọn chúng nêu ra. Nhóm thứ tư là giải trình các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Mà Việt Nam vi phạm nhân quyền ở chỗ nào? Tôi thì chả thấy đảng, nhà nước hay là tổ chức chính trị xã hội của địa phương làm gì vi phạm đến chúng tôi hết. Mà ngược lại, thậm chí nhiều lúc chúng tôi còn vi phạm pháp luật. Như cái vụ việc ủy ban nó nêu ra cái hội cờ đỏ. Hội cờ đỏ là gì? Hội cờ đỏ để chỉ là những người thanh niên, những người trai gái, thậm chí có già trẻ, người ta ghét cái hội chống phá đảng, nhà nước, chống phá lại chính quyền, lúc nào kéo cờ kéo quạt ra biểu tình, lên mạng tuyên truyền xuyên tạc, nên người ta mới tự lập ra những cái hội cờ đỏ. Người ta thay đổi cái avatar hình người người ta thành những cái lá cờ Tổ quốc hay lá cờ Cộng sản, Đảng Cộng sản á. Thì người ta lên mạng để phản biện, kêu gọi mọi người dân không nên nghe theo cái đám tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước.
thì các vị ấy nói là hội cơ đỏ đứng đằng sau là nhà nước nó thành lập, cho là chúng tôi phát ngôn gây hận thù. Nhưng những kẻ gây hận thù đây là ai? Là những kẻ chống phá đảng nhà nước, chống phá chính quyền nhân dân, tuyên truyền chống phá đảng này, xuyên tạc về lãnh tụ này, xuyên tạc về các bác lãnh đạo, thậm chí là lãnh đạo cấp cao, các chính trị gia, từ tổng bí thư, chủ tịch nước cho đến quốc hội, thủ tướng, các vị đều xuyên tạc hết, các vị đều nói láo hết. Thì các vị nói ai là gây ngôn, dùng cái ngôn ngữ gây hận thù kích động. Riêng cái kiểu các vị ấy đã tuyên truyền xuyên tạc, mà đã xuyên tạc về lãnh tụ Bác Hồ, đặc biệt là Bác Hồ, thì chúng tôi sao chấp nhận được? Những người dân như chúng tôi ấy chỉ có theo Đảng Cộng sản, tin tưởng vào chính quyền, tin tưởng vào Đảng, nên chúng tôi căm ghét các vị xuyên tạc về chính quyền chúng tôi, đặc biệt ở trên đất nước Việt Nam này, mà hầu như những người nào trên thế giới biết về Bác Hồ đều tôn trọng, kính yêu Bác, mà ngược lại các vị xuyên tạc như vậy thì chúng tôi bắt buộc phải lên đây phản biện, chống lại những cái ngôn ngữ kích động của các vị. Còn về cái tôn giáo, các vị nói chúng tôi dùng cái ngôn ngữ kích động gây chia rẽ hận thù về tôn giáo, cái đó hoàn toàn là sai, là bịa đặt, là vu cáo. Luật tôn giáo ra đời năm 2018 khẳng định rằng con người Việt Nam ấy đều có quyền theo những cái tín ngưỡng tôn giáo riêng của mình. Còn ai kích động gây chia rẽ hận thù là người đấy vi phạm vào luật tôn giáo, sẽ bị xử lý theo cái pháp luật. Chào chú Phan. Các tôn giáo đạo giáo tự kích bác với nhau, thậm chí như kia ông Thích Thông Lai ở bên nước Mỹ đã kích động tôn giáo, xúi con nhang đệ tử lên mạng tuyên truyền kích động chia rẽ giữa đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, vân vân. Cái đấy có, nhưng những người dân chúng tôi á, tôi sống ngay giữa làng đạo, nhưng nô no en nô no yết hay là vui chơi sinh hoạt tôn giáo, chúng tôi có cơ hội được mời tham gia, chúng tôi tham gia rất vui vẻ, nhiệt tình. Nhưng mà ngược lại ấy, ở trong nước này này có những cái ông quạ đen này, Nguyễn Đình Thục đấy, đơn giản thôi, Nguyễn Đình Thục này là kẻ mà suốt ngày tuyên truyền xuyên tạc chống lại đảng nhà nước, lúc nào cũng hô hào bà con giáo dân ở nơi hắn quản xứ để chống lại chính quyền, làm loạn hết cả một khu lên. Cái đó ai kích động, ai chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chúng còn vu cáo là khi người dân bị bắt vào trong trại giam, bị công an tra tấn hà khắc, ép cung và cưỡng bức nơi là lao động tại nơi giam giữ. Riêng Việt Nam ấy không có chuyện mà ông Thích là ông đàn áp, ông đánh đập nhá. Bởi vì Chủ tịch nước người ta
luôn luôn đọc những cái lá thư của những phạm nhân đó gửi đến chủ tịch nước và cho người đến điều tra làm rõ cái mọi việc ở trong cái nhà tù đó, trại giam đó, thậm chí phạm nhân đó, có đúng như thế không? Là thứ nhất. Còn cái thứ hai ấy, mà anh bị đánh đập như vậy, ra ngoài sẽ bị tòa án xử lý luôn cái ông quản lý trại giam đó thông qua hệ thống tòa án. Nói chung là những cái vấn đề bọn chúng đều ra là công an là sách nhiễu, bắt bớ người dân bỏ tù, cấm xuất cảnh đối với những người hoạt động nhân quyền, những kẻ hoạt động nhân quyền như những cái tên tên dân chủ quậy ở trong nước này này, như con Cát Linh này, Dũng Vô Ba này, nói chung danh sách nhiều lắm, Dương Vi không lôi ra để đọc đâu, rất là nhiều. Như Uyên Thùy, Uyên Thùy đòi xuất cảnh, người ta không cho xuất cảnh, trốn qua Thái Lan bằng đường tiểu ngạch qua Campuchia sang Thái Lan đấy. Những cái kẻ đó biết trước rằng đã vi phạm pháp luật Việt Nam nên muốn tìm đường bỏ trốn sang, qua khỏi biên giới, quay cái mồm về quê hương đất nước, quay cái mỏ về để sủa chửi bệnh ẳng bệnh để kiếm bát cơm ở nơi đất khách quê người, bám váy bám gấu quần của cái đám ba que Việt Tân ở bên hải ngoại, ở bên Thái Lan, bên Mỹ, bên Úc, bên Canada, để sống hàng ngày, sống lay lắt như hành khất đó. Còn nói về cái việc mà cảnh sát giải tán cái cuộc biểu tình liên quan đến thảm họa ở Formosa thì bọn chúng bảo là cảnh sát đàn áp mạnh tay. Xin thưa rằng cái vụ việc đó là những cái kẻ nào đã dựng nên cái câu chuyện đó và lôi kéo kích động người dân chặn quốc lộ 1A, gây ách tắc giao thông, gây thiệt hại cho các công ty doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng. Thì mọi người vào trong Google, lên mạng tự coi và biết là những kẻ cầm đầu đó kết quả bị bắt sẽ ra sao. Thậm chí không đàn áp như vậy thì bọn chúng đã kéo người kích động, rủ dê kéo người đến tại nhà riêng của chủ tịch ủy ban nhân xã lên chiếm đóng cả chính quyền, gọi là vào ủy ban nhân dân huyện để làm loạn hết cả lên. Cái đó không phải là biểu tình mà là các vị kêu gọi biểu tình dẫn đến bạo loạn, nên bắt buộc nhà nước phải ra tay trấn áp. Thông qua công cụ trấn áp là gì? Là lực lượng công an nhân dân, là công cụ sắc bén, là thanh kiếm sắc bén để bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân chúng tôi nhé. Những cái vấn đề các vị nêu ra hai phiên điều trần đấy đều xuyên tạc về lực lượng công an, quân đội, xuyên tạc về đảng, nhà nước, xuyên tạc về tòa án, xuyên tạc về hệ thống pháp luật Việt Nam. Đặc biệt là các vị xuyên tạc về cái lực lượng tòa án và công an, quân đội. Mục đích là gì? Mục đích để cho những người dân người ta không nghe, tin nghe theo đảng, nhà nước, không tin tưởng vào những lực lượng, những công cụ sắc bén để trấn áp tội phạm, gìn giữ quê hương đất nước thông qua là công an, quân đội và tòa án. Các vị muốn Việt Nam chúng tôi trở thành một quốc gia gọi là đa nguyên chính trị
ý là đòi cho những cái cánh nhà văn như Chu Hảo, Nguyễn Quang A, cái hội văn đoàn độc lập, cái nhóm NUU á, với nhóm hiến pháp quậy ấy, để ra tranh cử trước đại hội Đảng 13, đúng không? Các vị ấy đừng có đòi hỏi len lỏi vào những cơ quan lãnh đạo cao nhất của các địa phương cũng như của trung ương, để vào đấy các vị làm loạn lên, suốt ngày chỉ phá hoại thôi. Nói chung á, về cái phiên điều trần, hai cái phiên điều trần ấy, nói về vấn đề Việt Nam thì bọn chúng muốn chính phủ Việt Nam phải mềm mỏng, thực thi cái hệ thống luật pháp theo cái luật công ước của Liên Hợp Quốc năm 1966. Nhưng những cái luật đó đã lỗi thời rồi, nó không phù hợp với chế độ chính sách của con người trên tất cả các quốc gia trên thế giới nữa. Mà bây giờ 172, 74 quốc gia này tham gia cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc á, thì hỏi xem có quốc gia nào có được sự bình yên như Việt Nam không? Được mấy quốc gia mà cái chỉ số trên thế giới người ta đánh giá Việt Nam là quốc gia hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới, mà tốc độ tăng trưởng GDP 7,08% năm 2018 nó đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Nếu mà các vị cứ đòi hỏi thả rông cho riêng cái vấn đề tôn giáo, các vị lập hội nhóm này nhóm nọ chống đối đảng nhà nước chính quyền các địa phương, nó xảy ra như vụ Mường Nhé ở Điện Biên, xảy ra như cái vụ ở Bình Thuận, thì ai chịu thiệt hại, ai chịu? Người dân chúng tôi chịu, đảng nhà nước chúng tôi chịu. Nếu mà không có vụ việc xảy ra ở Bình Thuận, riêng cái tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam 2018 không phải là 7,08 mà phải 7,1, 7,2% nha. Chỉ trong vòng một tháng đấy thôi, nó ảnh hưởng bao nhiêu thứ như kinh tế, chính trị, du lịch, thậm chí cả vấn đề ngoại giao luôn. Vâng, cháu phát xong cháu cứ để ở trên trên Facebook này, cháu chia sẻ xong người nào xem được thì xem. Cháu tranh thủ phát đây chú Phan ạ. Đáng nhẽ cháu chưa phát đâu nhưng mà hôm nay cũng thấy bức xúc, xong cũng đang mệt, nó xuyên tạc quá, nó chủ yếu là kích động chia rẽ giữa người dân với là những lực lượng chức năng, chủ yếu là công an, quân đội. Đấy. Và một cái nữa là bọn chúng chia rẽ cái người theo đạo với là tòa án, đạo với lương, đấy là chia rẽ hết mọi thứ. Thực chất là cái phiên điều trần của bọn chúng ấy, cái kịch bản mà bọn chúng đưa ra ấy, đều được cái đám ba que ba sọc ở bên Mỹ này, bên Úc, Canada nó tập hợp vào, là nó gửi tiền qua đó để cho thông qua đó đưa ra cái vấn đề gọi là vấn đề nhân quyền của Liên Hợp Quốc này, nó điều trần lên điều trần xuống. Mà mỗi năm á, ở bên Mỹ nó cũng đều đưa Việt Nam ra một lần thông qua những cái nhóm gọi là dân chủ quậy ở bên Mỹ. Vâng, chào chú Hoàng Ngọc.
Chào chị Dung. Hiện cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc nó được ra đời từ năm 1948. Về cái quyền công kinh tế văn hóa xã hội thì nó ra đời năm 1966, nhưng cái thời điểm đó nó khác rồi, đấy là thế kỷ 20, bây giờ thế kỷ 21, công dân bây giờ người ta toàn là công dân điện tử 4.0 hết rồi. Bọn chúng lại bắt buộc Việt Nam phải thực thi theo những cái điều ước, cái điều điều mà người ta thành lập ra theo cái công ước 1948 với 1966 rồi. Nó không phù hợp thế nào. Đấy, như một số quốc gia người ta không tham gia vào cái công ước đấy, có làm sao? Kinh tế người ta vẫn phát triển như vậy. Có ai làm gì được không? Cả thế giới này không có nước nào mà có nhiều cái thế lực thù địch nó chống phá hận thù đối với đất nước Việt Nam như vậy. Thứ nhất phải nói đến những cái quốc gia đế quốc đầu sỏ nó muốn xóa bỏ cái chế độ xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Mỹ, sau các nước ở Tây Âu. Cái thứ hai là cái đám ba que ba sọc Việt Tân Dân Chủ Cội, mà nói đến cái đám này thì sống lưu vong hải ngoại rất là đông, lúc nào cũng muốn bám gót chân của Mỹ. Cho an toàn. Còn cái lực lượng thứ ba, cái lực lượng trong nước này thì cái nhóm Dân Chủ Cuội này, cái Văn Đàn Độc Lập này, nhóm gọi là trí thức dởm như chú Hảo Nguyễn Quang A này, nói chung là cái nhóm chí phèo F2 ở trong nước này thì bọn chúng cũng muốn đòi lật đổ cái chế độ Đảng Cộng sản. Đó là ba nhóm. Nhưng mà xin thưa với các vị rằng những cái nhóm đó, những người dân nông dân bình thường như Dương Vi này cũng biết là những cái thế lực nào muốn xóa bỏ cái chế độ xã hội chủ nghĩa, muốn chống lại những người dân bình thường như chúng tôi thì chúng tôi đều biết. Chứ đừng nói đến Đảng, Nhà nước và đặc biệt là các cơ quan chuyên trách về an ninh chính trị quốc gia. Thì các vị, cho nên đấy, các vị làm gì làm, muốn gì muốn, nếu là con người Việt Nam thì hãy nghĩ về quê hương đất nước, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi cha sinh mẹ đẻ, nơi còn có xương máu tro cốt của ông bà nội ngoại tổ tiên ở trên lãnh thổ đất nước Việt Nam này, thì các vị hãy làm ăn cho tử tế, đừng kêu gọi, đừng quyên góp tiền để đưa cho cái đám Mỹ màu, cái đám đại bàng đi bộ, đưa những cái văn đàn này văn đàn nọ, những cái văn bản này văn bản kia lên chính phủ Hoa Kỳ, lên Quốc hội Hoa Kỳ, lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để mất mặt chính các người thôi. Những người dân như chúng tôi ấy, các vị nói là gọi là hội cờ đỏ, chứ chúng tôi chả phải cờ đỏ cờ điếc, chúng tôi là những người dân bình thường, chúng tôi căm ghét những cái xuyên tạc đó, chúng tôi lên đây chúng tôi nói, chúng tôi chửi các vị, thì các vị bảo là chúng tôi dùng ngôn ngữ kích động gây thù hằn chia rẽ dân tộc. Thực chất là những ai kích động thù hằn gây chia rẽ dân tộc thì các vị suy nghĩ lại. Đó là vấn đề nhất. Còn vấn đề thứ hai, đối với những đám ở trong nước này chia sẻ những cái bài viết, những cái
live trực tiếp từ cái phiên điều trần ấy mà quay lại video lại tiếp tục phát tán chia sẻ trên không gian mạng. Các vị đã tuyên truyền xuyên tạc chống lại Đảng nhà nước, chống lại chính quyền nhân dân, các vị vi phạm vào luật an ninh mạng. Đặc biệt là cái anh Trần Đăng Quang đang sống ở Hà Nội chia sẻ rất là nhiều bài viết tiêu cực, đúng không? Lê Văn Thương, Cát Linh đấy, Dũng Vô Ba, những kẻ đó là những người như nào? Nguyễn Quang A là những kẻ ra làm sao? Các vị đang sống ở trên đất nước Việt Nam, các vị còn có cơ hội để làm người, để sống, để cống hiến cho nhà nước, cống hiến cho quê hương đất nước mình, thì các vị hãy tôn trọng, tuân theo cái quy ước, hương ước của thôn bản, làng xóm, của tổ dân phố, tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Chứ các vị đừng có dựa vào cái đám ba que ba sọc, cái đám Việt Tân ở hải ngoại đó, cái đám đại bàng đi bộ đó, để làm sao để kích động người dân đi theo các người nhé. Đó là những cái vấn đề mà Dương Vy thường hay nhắc đến và cũng rất là bức xúc khi bọn chúng tuyên truyền xuyên tạc chống lại Đảng nhà nước, chống lại các lực lượng chức năng. Hầu như các vị ấy nói đến 2-7 vấn đề thì nó đã thuộc tất cả mọi mặt, từ kinh tế, văn hóa, chính trị, ngoại giao, vân vân. Nói chung là nói đến Việt Nam như vậy nó không không đúng sự thật. Nếu mà đất nước Việt Nam mà không có nhân quyền, không có dân chủ thì tại sao cái hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lại gặp nhau ở Hà Nội trong tháng vừa qua, từ ngày 17, 18 vừa qua? Hai bảy hai tám nhé. Xong là các nhà báo, hơn 3.000 nhà báo trong nước và thế giới, người ta có mặt tại Việt Nam, người ta công nhận đất nước Việt Nam phát triển như thế nào và người dân, chính phủ như thế nào, thân thiện ra làm sao, thì các vị còn xuyên tạc cái gì? Các vị tự đưa Việt Nam ra điều trần như vậy, các tự bôi do chát chấu vả vào mặt mặt mình, vả vào mồm mình, có gì đâu. Mà thực tế những người dân như chúng tôi ít người quan tâm đến cái việc mà các vị xuyên tạc này, mà loằng ngoằng các vị đứng ở trước những người dân, những người lão thành cách mạng mà nói những cái vấn đề này ra, người ta còn vả cho vớ mồm. Đây, nếu mà không, nhà nước Việt Nam không có luật pháp thì những cái nhóm như thế này nó thành lập nhiều ra này, nó loạn loạn như Pháp bây giờ hay Syria. Luật an ninh mạng ra đời để làm sao? Để trấn áp lại những kẻ tuyên truyền chống phá Đảng nhà nước. Thì bọn chúng cho rằng là bóp mồm bóp miệng, đến cái phiên điều trần nó cũng nói như vậy, bức xúc quá đi. Tôi nói tại sao thì tù nhân Việt Nam thường hay bị hay tự tử chết ở trong nhà tù. Những kẻ tự tử chết ấy, một là những kẻ tội phạm nghiêm trọng, cướp của giết người hiếp dâm, nhưng mà hầu như những kẻ đó người ta không tự tử. Những kẻ tự tử là những kẻ dân chủ quậy, những kẻ chống đối chính quyền nhân dân, đòi lật đổ chính quyền nhân dân,
mà những cái kẻ đó tự tử vì xấu hổ trước dòng họ tổ tiên, trước anh chị em hàng xóm bạn bè, cắn rứt lương tâm. Đấy. Tại sao đất nước Việt Nam ngày trước nó chiến tranh triền miên như vậy, từ một quốc gia thuộc địa nô lệ trở thành một quốc gia độc lập hoàn toàn nhờ những cha ông của các vị ấy cống hiến xương máu, hy sinh xương máu, thậm chí chết gần như cả họ, cả dòng họ chết đi để bảo vệ cái nền độc lập, bảo vệ cái chế độ Đảng Cộng sản. Mà Đảng Cộng sản được ra đời mùng 3 tháng 2 năm 1930 thì những người đó, người ta tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu của chúng ta thì mới có cái đất nước Việt Nam phát triển hoành tráng như bây giờ. Thì những kẻ tuyên truyền xuyên tạc đó, nó xấu hổ trước cái xương máu mà cha ông hy sinh, trước anh linh của các vị anh hùng dân tộc, thậm chí của chị em phụ nữ này, người già trẻ nhỏ này, thanh niên trai tráng, thì mình cần đi chống đối như vậy quá xấu hổ, quá nhục nhã nên phải tự tử thôi. Đó. Và Dương Vi á, một lần nữa xin kêu gọi mọi người dân ở trong nước hãy tự đứng lên để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng nhà nước mà bọn chúng cho là hội cờ đỏ. Không có cờ đỏ cờ điếc nào hết, chị ạ. Những người dân bình thường như chúng tôi đứng lên để chống lại cái luận điệu xuyên tạc. Mà bây giờ bọn chúng sử dụng cái mạng xã hội này, chúng tuyên truyền trên Facebook không thành công, quay ra chúng like trên Bigo rất là đông người xem. Mọi người để ý trên Bigo nhé. Đấy. Đấy là cái vấn đề mà bọn chúng tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo người thông qua mạng xã hội như vậy. Và Dương Vi một lần nữa hy vọng những người đã lầm đường lạc lối ấy, hãy quay đầu lại làm bờ, là bờ. Quay đầu lại đi. Ngày trước đất nước Việt Nam nghèo đói như thế, khổ sở như thế, từ giai đoạn năm 1992 đổ về trước đến năm 1976-79 thì bao nhiêu thế lực thù địch ở trong nước, ngoài nước đều muốn lật đổ chế độ Cộng sản, đứng đằng sau là đế quốc Mỹ, bơm tiền, vũ khí, đạn dược, thậm chí cung cấp cả hệ thống thông tin tình báo. Nhưng mà còn không làm gì được Việt Nam thì các vị bây giờ không có cơ hội gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa rồi. Bởi vì xã hội Việt Nam, đất nước Việt Nam nó phát triển thông qua cái sự cải cách mở cửa, phát triển theo cái xu thế mới của thế giới. Đặc biệt là cái hệ thống chính trị người ta thiên ứng vạn biến trong cái môi trường khắc nghiệt của thế giới, đã cạnh tranh nhau, chạy đua vũ trang như vậy. Việt Nam vẫn là một quốc gia độc lập trên tất cả mọi phương diện, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, cả ngoại giao luôn. Đó là cái vấn đề mà Dương Vi chốt lại ở đây. Dương Vi xin kết thúc cái diễn đàn này.